chương 3511, cử ưng, thường nghe nói người có trọng khí, ta muốn xem qua một chút, lý thất dạ mỉm cười, làm như không thấy thi thể chất đầy đất, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, từng bộ thi thể không đầu nổi lênh bềnh trên máu tươi, mùi máu tanh gay mũi khiến người ta buồn nôn, nhìn lý thất dạ mỉm cười bình thản, vô số người run rẩy, hai chân nhũn ra, lúc này lý thất dạ trong mắt mọi người chính là ma vương tới từ địa ngục, là tồn tại chỉ cần nhấc tay thì có thể tiêu diệt vạn thế. Nhìn Lý Thất Dạ từng bước đi tới, ngay cả một thiếu thần đã từng gặp qua chân đế cũng biến sắc, người thấy mùi giết chóc, người sẽ thấy, thế nhưng không phải bây giờ, một thiếu thần cười lớn, hắn liên tục lùi về phía sau, thần thái hơi mất tự nhiên, không bể nghệ bắt phương, khinh thường thiên hạ như vừa rồi, lý thất dạ ra tay đã đánh vỡ suy đoán của hắn, tuy rằng hắn đã đoán lý thất dạ rất mạnh, thậm chí còn phỏng đoán trạng thái mạnh mẽ nhất của lý thất dạ, thế nhưng lý thất dạ ra tay thì hắn mới biết hắn đã đánh giá thấp lý thất dạ, trước đó hắn từng tính toán qua thực lực của lý thất dạ trong suy đoán của hắn cho dù lý thất dạ mạnh mẽ tới mấy thì hắn cũng nắm chắc phần thắng giết chết lý thất dạ không phải là chuyện khó bây giờ lý thất dạ ra tay thì một thiếu thần có cái nhìn hoàn toàn mới về sức mạnh của lý thất dạ lúc này một thiếu thần muốn điều chỉnh phương án đối phó lý thất dạ thế nhưng sức mạnh của lý thất dạ vừa xa tính toán của hắn để rất nhiều thủ đoạn cùng nội tình mà hắn tính dùng để đối phó lý thất dạ nhất thời không thể nào phát huy được tác dụng nếu như không có trọng khí thì e rằng ngươi chỉ có một con đường chết cho dù có tổ khí thì cũng không thể làm nên chuyện gì lý thất dạ cười nhạt nhất thời tất cả mọi người nín thở quan sát trên thực tế ai ai cũng cảm thấy hồi hộp mọi người không chỉ quan tâm lý thất dạ cùng mộc thiếu thần ai thắng ai thua mà còn quan tâm mộc thiếu thần có thật sự có trọng khí hay không mọi người suy đoán mộc thiếu thần tuyệt đối có tổ khí dù sao thủy tổ mộc gia cũng là một vị thủy tổ vô cùng khủng bố nên sẽ để lại tổ khí ở mộc gia còn trọng khí thì không thể nói chắc thế nhưng vẫn có lời đồn nói mộc thiếu thần có trọng khí của thủy tổ mộc gia cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người đều nhìn một thiếu thần trông đợi nếu như hắn thật sự lấy ra trọng khí thì uy lực sẽ khủng bố tới mức không thể nào tưởng tượng nổi lý thất dạ không thể phủ nhận rằng ngươi thất mạnh thế nhưng ngươi vẫn chưa mạnh tới mức có thể chống lại trọng khí một thiếu thần lén lút hít một hơi bình tĩnh lại không ít hắn thiên phú vô song từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng là người từng nhìn thấy chân đế vì vậy vừa rồi dù nhất thời hoảng loạn thì hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lý thất dạ nhìn một thiếu thần cười nhạt nói thật sao ngoại trừ trọng khí thì ngươi còn đòn sát thủ gì nữa chỉ với thực lực này của ngươi ngay cả một đòn của ta cũng không đỡ nổi tuy rằng thiên phú của ngươi không tệ nhưng tiếc là ngươi không sử dụng nó để tu hành bằng không thì ngươi cũng không chỉ có ngần ấy đạo hạnh nói không chừng thật sự có thể dãy rộ trong tay ta một lát đương nhiên nếu như ngươi thật sự dùng thiên phú để tu luyện thì sẽ không lưu lạc xuống vạn thống giới ngươi một thiếu thần bị lý thất giả nói như vậy hắn đỏ mặt căm tức nhìn lý thất giả câu nói của lý thất giả đã vạch trần vết sẹo trong lòng lý thất giả thiên phú của hắn rất cao nếu không thì lý thất dạ cũng sẽ không khen hắn thiên phú không tệ thiên phú không tệ trong miệng lý thất dạ chính là thiên phú hết sức kinh người thiên phú của mộc thiếu thần đừng nói ở vạn thống giới mà ngay cả ở đế thống giới cũng rất ít ỏi thế nhưng mộc thiếu thần xuất thân mộc ra lại có thiên phú vô song vì vậy cuộc đời của hắn rất dễ dàng muốn thứ gì là có thứ đó chính vì vậy làm hắn sinh lòng kiêu căng rất ít quan tâm chuyện tu luyện xưa nay rất ít tu luyện cũng chính vì vậy dù hắn có thiên phú vô song thế nhưng đạo hạnh chỉ có thể so với những thiên tài xuất chúng mà thôi, không thể xem là kinh diễm. Nếu như hắn cố gắng một chút thì nói không chừng hôm nay đã là chân đế rồi. Đối với một thiếu thần mà nói, hắn không quan tâm đạo hạnh mạnh yếu. Theo hắn thấy, cho dù kẻ địch mạnh mẽ cách mấy thì hắn cũng có trăm nghìn thủ đoạn đánh bại hắn. Thế nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả thủ đoạn chỉ là mây bay, cho dù có thiên phú lợi hại cách mấy thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Cũng chính vì vậy, một thiếu thần vì một nguyên nhân nào đó mà lưu lạc xuống vạn thống giới, bằng không, đổi lại là những thiên tài khác, nào có ai muốn từ đế thống giới lưu lạc xuống vạn thống giới chứ, dù sao đế thống giới có tài nguyên phong phú hơn. Một thiếu thần lưu lạc xuống vạn thống giới là có khổ tâm dương, cho dù hắn thiên phú cao tới mấy, một gia mạnh tới mấy thì cũng không thể thay đổi, có thể nói, đây là một vết sẹo trong lòng một thiếu thần. Bây giờ lý thất dạ vạch trần vết sẹo này, một thiếu thần không tức giận làm sao cho được, sao hả, không phục sao, lý thất dạ cười nhạt, nói, thế nhưng không sao cả, kế tiếp còn có chuyện khiến ngươi mất mặt hơn. Đối địch với ta, dù ngươi có là vạn cổ thiên tài đi chăng nữa, dù có còn sống thì cũng chỉ là sống tạm bỡ ớt ức. Tới khi đó, thiên phú mà ngươi lấy làm kiêu căng, mộc gia mà ngươi cho rằng vô địch, ở trước mặt ta, đều là gà đất chó sành. Ngươi, mộc thiếu thần lần thứ hai tức giận run cầm cập, từ lúc hắn đi xuống vạn thống giới tới nay đã khi nào chịu ấm ước như thế này chứ? Bất luận ở nơi nào, bất luận ở đạo thống nào, hắn đều luôn cao cao tại thượng, hắn thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Lý thất dạ cười nhạt, chậm rãi đi về phía một thiếu thần, keng. Ngay lúc này, cự ưng giang cánh, ngăn cản đường đi của lý thất dạ, cánh của con cự ưng này như sát thép, mỗi một cọng lông vũ đều giống như được chế tạo từ huyết thiết, mỗi một cọng lông vũ đều là từng thanh kiếm sắc bén. Khi con cự ưng này dương cánh thì hệt như có ngàn vạn thanh kiếm huyền thiết tách ra như cánh quạt, ngăn cản đường đi lý thất dạ, phải biết, con cự ưng này chính là thú cưỡi của vân độ ưng thần, đã thông linh từ lâu vô cùng mạnh mẽ, đã từng giết chết rất nhiều chân thần, mạnh mẽ dối tinh dối mù. Chương 3512, Cự ưng, hạ lúc này cự ưng dương cánh, kiếm huyền thiết cắt đứt bát phương, đoạn tuyệt vạn vực, che kín đường đi của Lý Thất Dạ. Dừng lại, lúc này, cự ưng mở miệng nói tiếng người, tuy lời nói có chút cứng ngắc, thế nhưng ít ra cũng nói rõ con ưng này thật sự thông minh khai trí, coi như chủ nhân của người đích thân ra tay thì cũng không thể ngăn nổi ta, huống chi là ngươi, bị cự ưng cản đường, Lý Thất Dạ cũng không vội vàng vượt qua, chỉ cười cợt, lý thất dạ, người quá phận, chỉ bằng việc ngươi giết nhiều người như vậy thì đã đủ tội chết rồi. Lúc này trên bầu trời buông xuống một giọng nói già nua, là giọng nói của vân độ ưng thần. Tuy rằng vân độ ưng thần không có mặt, thế nhưng cũng chẳng khác gì hắn đang có mặt đây cả. Vậy thì đã sao? Lý thất dạ bình thản mỉm cười, nói, đối địch với cả thiên hạ ta còn chẳng sợ nữa là, ngăn cản con đường của ta, giết không tha, tàn sát giết người trong thiên hạ, lại hề hấn gì? Câu nói này vừa thốt, tất cả mọi người trợn mắt, theo mọi người thấy, chỉ cần có chút lý trí thì sẽ không ăn nói lớn lối như vậy, thế nhưng lý thất dạ lại nói như thế ngay trước mặt người trong thiên hạ, thật đúng là xem thường người trong thiên hạ. Thế nhưng, cho dù biết lý thất dạ xem thường người trong thiên hạ thì mọi người cũng chỉ có thể cười khổ, không thể làm gì hơn. Tên hung nhân này nói được làm được, có ai mà muốn chịu chết chứ? Điếc không sợ súng, gàn bướng hết thuốc chữa, vân độ ưng thần quát, được rồi, đừng có nói thừa thải nữa. Lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, ngươi cũng đừng núp ở trên trời nữa, xuống đây đi, ta thu thập luôn cả ngươi. Sau khi thu thập sạch sẽ các ngươi thì thu thập luôn cả cái gọi là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Câu nói này vừa thốt, tất cả mọi người hít lạnh, hung nhân đúng là hung hãn dối tinh dối mù. Không chỉ muốn giết vân độ ưng thần mà còn dám ngông cuồng nói muốn giết đệ nhất cường giả vạn thống giới lòng tượng võ thần. Nhất thời, vô số người ngơ ngác nhìn lý thất giả, có lão tổ đạo thống nói, quá ngông cuồng rồi, động một chút là đòi chém bất hủ, hắn cho rằng bất hủ là bù đất sao sợ rằng hắn chưa kịp chém bất hủ thì đã chết không có chỗ chôn hư rất hiển nhiên tiếng hử này buông xuống từ trên trời tiếng hử lạnh này chấn động vũ trụ ngôi sao run rầm rầm câu nói của lý thất dạ đã chọc giận vân độ ưng thần hắn chính là bất hủ dõi mắt nhìn khắp vạn thống giới hắn chính là tồn tại cao thượng dậm chân một cái là toàn bộ vạn thống giới run dày thế mà bây giờ lại bị lý thất dạ nói như một đáng một xu hắn không tức giận được sao keng ngay khi vân độ ưng thần nổi giận thì cứ ưng chỉ cánh như có hàng vạn thanh thần kiếm huyền thiết tức giận chỉ lý thất dạ qua đây nhận lấy cái chết lúc này cự ưng mở miệng nói tiếng người lạnh giọng quát một con xúc sinh lông lá mà thôi dám rượu võ dương oai trước mặt ta chết lý thất dạ nhìn cự ưng lạnh nhạt nói tiểu xúc sinh ta chém ngươi thành muôn mảnh cự ưng tức giận nó vất vả lắm mới thông linh khai trí vì vậy nó ghét nhất là bị người khác gọi nó là xúc sinh lông lá vì vậy nó tức giận keng 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 cự ưng đập cánh bay lên từ trên trời đánh xuống, trong nháy mắt, lông vũ của nó giống như hàng vạn thanh kiếm cùng bay lên, chém về phía Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, lông vũ như thần kiếm của cự ưng chém xuống, chỉ nghe suy suy, kiếm khí lập tức đánh ra một cái hố lớn, nháy mắt đâm một đoạn núi thành cái rỗ, thậm chí có người đạo hạnh kém không kịp chạy trốn bị kiếm khí đánh thành mơ máu, cẩn thận, nhìn thấy cự ưng giận dữ đánh ra một kích khủng bố như thế, không ít người ngơ ngác, vội vàng tránh né, keng. Nháy mắt kiếm khí tung hoành, vạn kiếm cùng bay lên vạn kiếm cùng chìa về phía lý thất dạ vạn kiếm sống như muốn đâm lý thất dạ thành cái rỗ chết đối mặt với vạn kiếm lý thất dạ chỉ nhìn lạnh lùng chỉ nói duy nhất một chữ trong nháy mắt lý thất dạ vươn tay trưởng về phía vạn kiếm keng khi bàn tay của lý thất dạ trưởng tới thì vạn kiếm lập tức dâng trả ánh sáng lộng lẫy hơn hẳn kiếm khí tăng vọt cực kỳ cuồng bá vạn kiếm cùng lên có thể đâm thủng thiên địa trong nháy mắt công kích bá đạo khiến không ít người lạnh cái một con cự ưng mà đã mạnh như thế rồi, có thể tưởng tượng bản thân vân độ ưng thần mạnh như thế nào, đối mặt với thần uy khủng khiếp của vạn kiếm, thế nhưng lý thất giả vẫn tay không trường tới, khiến không ít người hít lạnh, tay không có thể chịu đựng nổi vạn kiếm không, có bị đâm thủng hay không, tuy bàn tay của lý thất giả có thể che trời chống đất, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy bàn tay của lý thất giả sẽ không chịu nổi vạn kiếm, âm. Uhm. Ngay khi mọi người đang hoài nghi thì bàn tay của Lý thất dạ trường chúng vạn kiếm, thế nhưng bàn tay của lý thất giả không bị vạn kiếm đâm như mọi người đã tưởng cũng không có máu bắn tung tóe như mọi người đã tưởng bàn tay của lý thất giả không hề hư hao cho dù lông vũ như thần kiếm huyền thiết của cự ưng rất sắc bén thế nhưng vẫn không thể gây hại tới bàn tay của lý thất giả từng tiếng răng rắc vang lên nháy mắt bàn tay của lý thất giả ép xuống chỉ nghe tiếng đổ nát ầm 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 vang lên lông chim ở hai cánh của cự ưng cứng rắn như huyền thiết Thế nhưng khi bị bàn tay của Lý Thất Dạ nghiền ép thì lông chim ở một bên cánh của cự ưng lập tức nát vụn, mảnh vụn phấp phới. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang nghiền ép lông chim chớp mắt túm lấy cánh của cự ưng. Cánh bị tóm lấy, cự ưng kinh hãi muốn giang cánh bay lên, thế nhưng đã muộn rồi. Bàn tay của Lý Thất Dạ khóa chặt cánh của nó giống như vòng kim cô. Ầm. Uhm. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ kéo cánh cự ưng, nhấc toàn bộ con cự ưng lên rồi nện mạnh thân thể của nó xuống đất. Ầm, uhm. ầm. Uhm âm lý thất dạ nện thân thể khổng lồ của cự ưng xuống đất năm ba lần đập nát tan mấy ngọn núi đá vun tung tóe thua cự ưng cực kỳ phẫn nộ tuy rằng một cánh của nó bị tóm thế nhưng hai móng vẫn chụp về phía lý thất dạ nhanh như tê chớp hai móng của nó còn sắc bén hơn cả thần kiếm có thể đâm thủng vũ trụ thế nhưng lý thất dạ làm như không thấy hai móng vuốt sắc bén của nó bàn chân dẫm mạnh xuống lúc này bàn chân của lý thất dạ nổi kim quang chỉ nghe ầm bàn chân dẫm lên trên người cự ưng chương 3513, tay không vồ ưng chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, bị bàn chân của Lý thất dạ dẫm lên, hai móng sắc bén của cự ưng vỡ vụn, một con súc sinh lông lá mà thôi. Lý thất dạ lạnh nhạt cười, lập tức túm lấy cái cánh còn lại của cự ưng. A, à, tiếng hét thảm vang lên, lúc này chỉ nghe thấy tiếng xé rách xoẹt, máu tươi tung tóe, chỉ thấy Lý thất dạ kéo đứt hai cánh của con cự ưng, máu me đầm đìa, cả mình cự ưng nằm trong vũng máu. Lúc này, cự ưng bị xé mất hai cách nằm trong vũng máu, nó đã không còn vẻ uy vũ thần tuấn như ban nãy nữa, nó đang thoi thóc sắp chết. Cảnh này quá sức chấn động lòng người, rất nhiều người còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã ngơ ngác nhìn thấy Lý Thất Dạ kéo đứt hai cánh của cự ưng rồi. Lúc này thời gian giống như ngắt qua hình ảnh lúc này, chỉ thấy Lý Thất Dạ chân đạp cự ưng, hai tay cầm hai cái cánh khổng lồ loang lổ vết máu. Thần thái Lý Thất Dạ tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng khí tức cuồng bá lại chấn động tất cả mọi người ở nơi này. Đây chính là cự ưng của Vân Độ Ưng Thần, là ưng kỵ của một vị bất hủ thế nhưng lúc này lại bị lý thất dạ xé xác cảnh này đúng là quá hung hãn quá bá đạo cảnh này phát sinh quá nhanh tất cả diễn ra trong chớp mắt rất nhiều người còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì lý thất dạ đã xé rách cánh của cự ưng rồi muốn chết trong nháy mắt bầu trời như nổ tung tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa khi tiếng gầm này vang lên bầu trời nổ tung đùng bầu trời lập tức đổ nát một ngón tay từ trên trời giáng xuống đây là ngón tay uất giận của vân độ ưng thần Ngón tay còn chưa rơi xuống thì đã nghe thấy tiếng đổ nát, hư không đổ nát, hóa thành một vùng trống không cực kỳ đáng sợ, đáng sợ hơn đó là ngón tay còn chưa rơi xuống thì đã có mấy ngọn núi đổ nát, sung nham dâng trào, hù vô số người rít gào, cũng có không ít tu sĩ đạo hạnh yếu kém chôn thây dưới ngón tay này, ngón tay này có thể hủy thiên diệt địa, ngay cả chân thần cũng cảm thấy mình chỉ là một thứ gì đó còn nhỏ bé hơn cả sâu kiến, dù là chân thần đăng thiên, khi nhìn thấy ngón tay kinh khủng này thì cũng mất hồn mất vía phản ứng đầu tiên chính là xoay người bò chạy thật xa. Vân Độ ưng thần tức giận, ngón tay uất giận hủy thiên diệt địa, như muốn bắn chìm vạn dạm đại địa ở vạn phòng lĩnh vậy. Khi ngón tay rơi xuống thì giống như tận thế, ngón tay này chất chứa mọi sự tức giận của Vân Độ ưng thần, cũng khó trách hắn phẫn nộ, cự ưng chính là vật cưỡi của hắn, đã đi theo hắn vô số năm tháng, giống như phụ tá đắc lực vậy. Bây giờ Lý Thất giả dạ lại bẻ gãy hai cánh của nó, Vân Độ ưng thần không giận làm sao được chứ? Cút, đối mặt với ngón tay uất giận của Vân Độ ưng thần, Lý Thất Dạ lười nhìn nhiều, quát lên, đánh ra một quyền, trong nháy mắt, nấm đấm của Lý Thất Dạ dâng trào kim quang cuồn cuộn, nấm đấm giống như được rèn bởi hoàng kim, tuy rằng nấm đấm không lớn, thế nhưng nó lại nắm giữ sức mạnh lớn nhất thế gian, chí cương trí xương, có thể đánh vỡ tất cả mọi thứ trên thế gian. Đúng khi quyền này đấm tới thì thiên địa hỗn độn, quyền này biến tất cả mọi thứ thành cho bụi, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát, ầm ngôi sao vỡ vụn, sau đó là máu tươi tung tóe, tiếng rên rỉ vang lên tất cả mọi người đều thấy được một quyền cuồng bá của lý thất dạ đấm ngón tay của vân độ ưng thần thành mưa máu cả ngón tay lập tức nát vụn đau tới mức vân độ ưng thần phải rên rỉ một tiếng cảnh này quá chấn động lòng người đánh ngón tay của một vị bất hủ thành mưa máu quyền này quá hùng mãnh quá vô địch rồi giang giác tiếng xương vỡ vụn vang lên chỉ thấy lý thất dạ dẫm chân thân thể khổng lồ của con cự ưng lập tức sụp đổ máu thịt be bé bét a à, lúc này cự ưng hét thảm muốn dãy dụa chạy trốn thế nhưng lúc này đã muộn rồi chỉ nghe thấy tiếng răng rác vang lên không dứt toàn thân cự ưng bị lý thất dạ dẫm thành thịt vụn trong nháy mắt cự ưng đã về trầu trời thậm chí chủ nhân vân độ ưng thần cũng không kịp cứu nó cứ thế mà bị lý thất dạ dẫm thành đống thịt vụn nhất thời không gian yên tĩnh yên tĩnh tới mức mọi người có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau lúc này rất nhiều người ngoác rộng miệng rất lâu cũng chưa thể khép lại được đây chính là cự ưng của vân độ ưng thần là vật cưỡi của một vị bất hủ thế mà cứ như vậy bị lý thất giả dẫm thành thịt vụn trước mặt người trong thiên hạ hành động thô bạo như này không ai sánh bằng nhất thời mọi người choáng váng lão tổ đạo thống cũng vậy vô địch chân thần cũng vậy lúc này ai cũng lạnh gái dõi mắt nhìn khắp thiên hạ còn ai dám làm ra chuyện như thế chứ tiểu xúc sinh ta muốn chém người thành môn mảnh lúc này có tiếng hét vang lên tiếng hét nổ nát thiên địa mấy chục ngọn núi nổ tan nát bởi tiếng hét giận dữ này trên bầu trời có một người giáng xuống là một ông lão ông lão này áo khoác phấp phới vốn phải nhìn có vẻ tay cầm quạt lông khăn buộc đầu thế nhưng lúc này dưới cơn phẫn nộ nên khuôn mặt hắn có mấy phần dữ tợn nhất là khi hắn phẫn nộ đôi mắt cứ như biến thành hai viên mặt trời nóng rát vô biên giống như muốn thiêu dụi toàn bộ thế giới khiến người ta nhìn mà thấy lạnh người ông lão này chính là lão tổ mạnh nhất vân độ đạo thống vân độ ưng thần thế nhưng từ giờ vân độ ưng thần phải đổi tên hiệu khác hắn được mọi người gọi là ưng thần bởi vì con cự ưng dưới chân hắn cực kỳ thần thông đã từng thay hắn làm rất nhiều chuyện, vì vậy hắn mới được tôn xưng là ưng thần. Bây giờ cự ưng đã bị lý thất dạ dẫm thành thịt vụn, cho dù sau này hắn tìm được một con ưng khác thì cũng không thể thay thế được con cự ưng này, e rằng rất lâu về sau, hắn sẽ không thể tiếp tục xưng là vân độ ưng thần nữa. Vân độ ưng thần tức giận tột độ, con cự ưng này theo hắn cả đời, tình cảm vô cùng sâu nặng, bây giờ nó bị lý thất dạ dẫm thành thịt vụn, hắn không tức giận tới mức phát điên mới là lạ, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém lý thất dạ thành muôn mảnh. Khi vân độ ưng thần tức giận bão táp khủng khiếp kéo tới cuồng phong gào thét cắt đá bay loạn bầu trời tăm tối giống như ngày tận thế vậy dưới lửa giận kinh khủng của vân độ ưng thần vô số người bị hù mất hồn mất vía nhất là lúc này vân độ ưng thần phóng túng thần uy của mình tàn phá thiên địa khiến cho vô số tu sĩ cường giả bị chấn áp không gượng dậy nổi ngay cả sức mạnh đứng thẳng sóng lưng cũng không có chương ba nghìn năm trăm mười bốn kiếm sắc bén nhất ngay cả lão tổ đạo thống nhìn thấy vân độ ưng thần giận dữ cũng không khỏi hít lạnh cả người lạnh toát đây chính là bất hủ, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, khi hắn giận dữ, là một chuyện vô cùng khủng bố, ngay cả chân thần cũng chỉ là một con sâu kiến bên trong lửa giận của hắn mà thôi, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Vân độ ưng thần, mọi người nín thở nhìn ông lão trước mắt, rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhất là khi này vân độ ưng thần lửa giận ngút trời, lửa giận của hắn như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian, khiến người ta phải lạnh gáy, bất hủ vô cùng mạnh mẽ, chân thần đăng thiên ở trước mặt hắn yếu ớt không chịu nổi một đòn. Khi bất hủ giận dữ thì bầu không khí giận dữ vô cùng khủng bố, giống như tận thế, giống như toàn bộ núi lửa trên thế giới muốn bùng tổ, giống như dung nham dâng trào nhấn chìm toàn bộ thế giới, cảm nhận thấy vân độ ưng thần giận dữ, vô số người dùng mình, hai chân mềm nhũn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vân độ ưng thần, nhất thời, rất nhiều lão tổ cường giả lùi về phía sau, bọn họ không hề biến sắc, lặng lẽ lùi về phía sau, sợ quấy nhiễu những người khác, bởi vì một vị bất hủ giận dữ, khi hắn ra tay thì nhất định hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ sẽ đè bẹp nơi này thành tro bụi nếu như mọi người cách chiến trường quá gần thì sẽ bị vạ lây nói không chừng dưới một đòn đánh uất giận của vân độ ưng thần bọn họ sẽ chết như thế nào cũng không hay chân thần bất hủ lúc này rất nhiều người nhìn vân độ ưng thần sợ hãi thoát tim rất nhiều năm rồi mọi người rất ít khi nhìn thấy bất hủ chân chính đối với chân thần bất hủ mà nói sau khi bọn họ bước vào cảnh giới bất hủ thì sẽ có cơ hội đi lên đế thống giới mà lợi ích lớn nhất khi lên đế thống giới đó chính là tuổi thọ sẽ dài hơn ở vạn thống giới rất nhiều cũng chính vì vậy phần lớn bất hủ sau khi đủ khả năng thì sẽ vội vàng rời khỏi vạn thống giới đi lên để thống giới dù sao thì cường giả cảnh giới này đã lớn tuổi lắm rồi thậm chí tuổi thọ còn sắp sửa khô cạn thế nên bọn họ rất muốn đi lên để thống giới đối với bọn họ không có thứ gì quan trọng hơn là trường thọ cuối cùng chân thần bất hủ ở lại đã ít lại càng ít chân thần bất hủ ở lại phần lón là vì không nỡ bỏ đạo thống của mình tự nguyện ở lại vạn thống giới canh gác vân độ ưng thần dương tấn là một vị chân thần bất hủ ở lại vạn thống giới canh gác Hắn đã có thực lực đi lên đế thống giới lâu rồi, thế nhưng hắn chưa từng lung lay, càng hiếm thấy hơn là, lần này Mộc Thiếu Thần đi xuống vạn thống giới, Vân Độ Ưng thần thế mà không tiếc liều lĩnh tổn thất tuổi thọ để ủng hộ Mộc Thiếu Thần, đây là chuyện rất hiếm thấy, không chém người thành môn mảnh, bổn tọa không mang họ Dương, lúc này Vân Độ Ưng thần nghiến răng nghiến lợi, gầm giận một tiếng, khi hắn gầm giận, tiếng gào gừ va nát ngôi sao, rất nhiều người bị dư kình từ sóng âm của hắn đánh phun máu, sự tức giận của hắn là nhằm vào lý thất dạ. Thế nhưng bị dư kình quét trúng, ngay cả trên thần phổ thông cũng không thể chịu nổi, thực lực quá kinh khủng. Thế nhưng, cho dù vân độ ưng thần có thể gào nát ngôi sao thì Lý Thất Dạ cũng không hề lung lay, hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, hời hợp như mây gió. Người họ dương hay không họ dưng, có liên quan gì tới ta chứ? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, cho dù ngươi không họ dưng thì hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Câu nói này là mọi người ở đây nhìn nhau, rất nhiều người hít lạnh. Nếu là trước đây thì sẽ có rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ ăn nói ngông cuồng điếc không sợ súng, thế mà lại dám nói khó thoát khỏi cái chết với một vị chân thần bất hủ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy lý thất dạ sát phạt vô tình thì khi nghe câu nói này, rất nhiều người chấn động. Cái người này đúng là bá đạo không gì bằng, văn chương không thể nào hình dung được sự bá đạo của hắn. Đệ nhất hung nhân, chỉ có hắn mới có tư cách xưng như vậy, có lão tổ đạo thống thì thào. Tốt, tốt lắm. Vân độ ưng thần cười giận dữ, nói, rất nhiều năm rồi không ai dám ăn nói như vậy trước mặt ta. Hay, hay, giỏi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, thế nhưng, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nói tới đây, hai mắt vân độ ưng thần đanh lạnh, lộ ra sát ý khủng khiếp, đôi mắt của hắn giống như lưỡi đào sắc bén đâm lên da thịt, khiến người ta toàn thân đau đớn. Hôm nay bổn tọa sẽ không giết người liền, mà bổn tọa sẽ lột từng tấc da của người xuống, rút từng cọng gân của người ra, để người gào thét một trăm ngày, để tiếng gào thét của người vang khắp vạn thống giới. Nói tới đây, vân độ ưng thần cười tàn nhẫn, được rồi, ta biết rồi, Lý thất dạ hơi hợt khẩy tay, cắt lời vân độ ưng thần, lạnh nhạt nói, mơ rất đẹp, nhưng xin lỗi, ta phải đánh thức giấc mơ của ngươi, chuyện đó sẽ không xảy ra, chuyện duy nhất xảy ra đó là ta sẽ giết ngươi. Lý thất dạ nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng câu nói được nói nhẹ nhàng này lại hết sức khí phách, cứ như lời nói của hắn là sự thật, là một sự thật chắc chắn, nhất thời, không ít người hít lạnh, hai mặt nhìn nhau. Lý thất dạ tự tin nói rằng sẽ giết chết vân độ ưng thần làm mọi người thoát tim, dù sao đây cũng là chân thần bất hủ, cho dù lý thất dạ có nghịch thiên cách mấy thì cũng chỉ là cường già trẻ tuổi mà thôi hắn thật sự có thể giết chết bất hủ ư huống chi mọi người có thể nhìn ra lý thất dạ vẫn chưa trở thành chân đế nếu như không phải là chân đế cơ hội giết chết bất hủ rất là thấp giỏi lắm bổn tọa sẽ giết chết người ngay ở đây vân độ ưng thần cười giận dữ vừa nói xong thì có tiếng keng vang lên trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay giận dữ chìa vào lý thất dạ vân độ ưng thần tay cầm trường thương hào quang chuyển động trường thương của vân độ ưng thần lan tỏa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thanh trường thương này toàn thân trắng bạc lập lòe ánh sáng của ngôi sao cứ như thanh trường thương này được rèn bởi những ngôi sao trong vũ trụ vì vậy trường thương có ánh sáng ngôi sao có sức mạnh của toàn bộ vũ trụ vân độ tinh thương nhìn thấy trường thương trong tay vân độ ưng thần có lão tổ đạo thống thì thào thương này từng theo vân độ ưng thần chinh chiến bát phương uy danh hiển hách giết trong nháy mắt vân độ ưng thần hét dài trường thương dữ dội như lôi đình đánh thẳng về phía giấy thắt dạ chương 3515, lôi thần cổ, thượng khi trường thương của vân độ ưng thần đánh thẳng về phía lý thất dạ thì bùng nổ chiến ý kinh thiên động địa. Chỉ riêng chiến ý khủng khiếp này thôi thì cũng đã đủ xuyên thủng thiên địa, đánh nát sơn hà, nắm giữ sức mạnh không gì sánh bằng. Lúc này, trường thương của vân độ ưng thần đánh thẳng về phía lý thất dạ, nháy mắt tạo ra lực kình hình cây thương vô cùng vô tận, cứ như ngàn tỷ sợi ánh sáng lan tỏa, đâm thủng vạn vực. Tất cả thương mang đánh về phía lý thất dạ giống như bạo vũ lê hoa châm, nháy mắt, thương mang khủng bố như muốn nuốt trường lý thất dạ, chỉ nghe tiếng suy 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 vang yếu ớt, chỉ thấy thương mang bay vút qua, đại địa bị cắt đứt như đậu hủ. Nếu như bị thương mang này đánh trúng người thì đừng nói là chân thần bình thường mà ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị cắt đứt thân thể trong nháy mắt, thương mang nuốt chừng thiên địa, sắc bén không gì tản nổi, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người lạnh người, vội vàng lùi về sau, sợ bị thương mang sực chúng. Một khi bị sược chúng thì chắc chắn phải chết. Ngay lúc này, Lý thất dạ ra tay, tay hắn đã cầm sẵn một thanh kiếm nháy mắt hắn vung kiếm đón lấy một thương đâm tới của vân độ ưng thần kiếm của lý thất giả dạ vô thanh vô tức vô ảnh vô hình hơn nữa hắn vung kiếm quá nhanh không ai nhìn rõ hắn vung kiếm như thế nào thậm chí không có ai nhìn rõ kiếm trong tay hắn mạnh như lão tổ cũng chỉ nhìn thấy lý thất giả dạ vung kiếm thế nhưng lại không nhìn thấy chiêu kiếm của hắn càng khỏi phải nói tới chuyện nhìn thấy ảo rượu chân chính của chiêu kiếm này khi lý thất giả dạ vung kiếm thì tất cả thương mang đang đâm tới đều đột nhiên dừng lại thời gian như ngưng lại trên thực tế không phải là thời gian ngưng lại, mà là khi lý thất giả dạ vung kiếm thì vân độ ưng thần dừng tay, lập tức rút lui. Vân độ ưng thần sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình lui về sau, bước lui của hắn thậm chí còn vượt qua thời gian, giống như thời gian đảo ngược, quay trở lại khoảnh khắc vừa qua. Lúc này tất cả mọi người nảy sinh ảo giác, cảm thấy thời gian giống như đảo ngược, thế nhưng thời gian không đảo ngược. Ngay khi vân độ ưng thần lui về phía sau thì nghe thấy một tiếng keng, tiếng này không vang dội, thế nhưng ai cũng nghe thấy, khi tiếng keng này vừa dứt thì chỉ nghe suy, máu tươi tung tóe chỉ thấy máu tươi trào khỏi hai tay vân độ ưng thần lúc này mọi người mới thấy rõ trường thương của vân độ ưng thần đã bị cắt làm đôi đồng thời cánh tay của hắn đổ máu ào ào hai cánh tay bị cắt đứt rơi xuống đất cùng hai mảnh thương đùng hai cảnh tay cùng hai mảnh trường thương rơi xuống đất máu tươi nhuộm đỏ bùn đất lúc này vân độ ưng thần sắc mặt tái trắng nhanh chóng niêm phong hai tay cụt của mình cầm dòng máu đang tuôn trào lại dù vậy vẫn khiến sắc mặt của hắn trắng tái bởi vì chậm chút nữa thôi thì thân thể của hắn đã bị cắt thành hai nửa, cắt đôi trường thương, chặt đứt hai tay của Vân Độ Ưng Thần. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa trong nháy mắt này không hề có đòn đánh kinh thiên động địa, không hề có chiêu thức vô địch tuyệt thế, thậm chí không ai thấy rõ lý thất dạ ra tay như thế nào, máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ lên mặt đất, nhuộm đỏ bùn đất. Khi máu tươi lướt qua lưỡi kiếm thì lúc này mọi người mới thật sự thấy rõ thanh kiếm trong tay lý thất dạ, nó mỏng như cánh ve, vô ảnh vô hình, lưỡi kiếm sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi tinh kiếm đây chính là một kiếm trong chỉ kiếm kiếm này sắc bén không gì sánh bằng một kiếm vung ra không thứ gì có thể ngăn cản có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian cho dù tinh thương của vân độ ưng thần lợi hại cách mấy cho dù thanh trường thương này được hắn rèn bởi nguyên liệu tinh thần quý giá thì cũng không thể ngăn cản nổi tinh kiếm của lý thoát dạ tất cả mọi thứ nằm dưới tinh kiếm đều mềm như đậu hũ lập tức bị cắt thành hai mảnh nếu như Vân Độ ưng thần không phản ứng nhanh thì e rằng đã bị một kiếm này của Lý Thất Dạ cắt thành hai nửa. Nhìn cánh tay cụt đầm đìa máu của Vân Độ ưng thần, mọi người lạnh người, thậm chí có người còn co giật muốn ói. Một kiếm cắt đứt trường thương của chân thần bất hủ, cắt đứt cánh tay của hắn. Chuyện này quá kinh khủng, nếu như một kiếm này chém chúng mình, chắc chắn sẽ chém mình đứt đôi, không kịp phản ứng. Phóc! Máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt, hai cánh tay bị chặt đứt của Vân Độ ưng thần được tái tạo, hai cánh tay hoàn hảo lại xuất hiện khi đạt tới cảnh giới như vân độ ưng thần chỉ cần tính mạng vẫn còn thì hắn có thể tái tạo thân thể bất cứ lúc nào cho dù toàn thân bị hủy diệt thì hắn vẫn có thể tái tạo một thân thể hoàn toàn mới vì vậy đối với vân độ ưng thần tái tạo hai tay không phải là chuyện khó nhưng dù vân độ ưng thần không hề gặp khó khăn khi tái tạo hai tay thế nhưng lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi hắn nhìn chằm chằm lý thất dạ trong mắt co rút hắn là chân thần bất hủ thế nhưng chỉ với một chiêu mà lý thất dạ đã cắt đứt vân độ tinh thương của hắn hắn bị chém đứt hai tay chuyện này khiến hắn vô cùng nhục nhã nhìn thấy vân độ ưng thần mọc lại hai tay không ít người thở phào nhất là lão tổ đạo thống thì càng cảm thấy nhẹ nhõm không phải những lão tổ đạo thống này ủng hộ vân độ ưng thần hoặc đứng theo phe vân độ ưng thần mà bởi vì vân độ ưng thần là đại biểu cho cường giả thế hệ trước là bất hủ vân độ ưng thần đại biểu cho vinh quang của thế hệ trước bây giờ chân thần bất hủ của thế hệ trước không ngăn nổi một chiêu của người trẻ tuổi lý thất dạ làm cho cường giả thế hệ trước rất thất vọng nếu như ngay cả vân độ ưng thần cũng không ngăn nổi một chiêu của lý thất dạ như vậy những lão tổ đạo thống bọn họ làm gì còn vốn liếng để đánh với lý thất dạ chứ thế hệ trước bọn họ có thể trở về sao huyệt dưỡng lão tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi cũng chính vì vậy khi nhìn thấy cánh tay của vân độ ưng thần xuất hiện trở lại thì có rất nhiều lão tổ đạo thống thở vào ít nhất vân độ ưng thần vẫn còn có thể tái chiến lúc này vân độ ưng thần nhìn chằm chằm vào tinh kiếm trong tay lý thất dạ trong mắt của hắn co rút lại bởi vì hắn nhìn không ra kiếm của lý thất dạ là kiếm gì hắn không thể nhìn ra ảo diệu của thanh kiếm này hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo cảm ơn các bạn đã xem